Chào bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ gửi ảnh và video từ điện thoại iPhone sang điện thoại Android nha. Đầu tiên thì ở trên hai chiếc điện thoại thì các bạn sẽ vào cái, đối với điện thoại iPhone thì các bạn sẽ vào App Store và các bạn tìm và tải cho mình cái ứng dụng là Sender. Tương tự như thế thì đối với điện thoại Android các bạn cũng sẽ vào là cửa hàng SafePlay, sau đó các bạn cũng tải cho mình cái ứng dụng là Sender này. Hiện tại thì cái ứng dụng Sender này thì các bạn có thể tải một cách miễn phí ở cả trên iOS lẫn Android đó. Sau khi các bạn tải về thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên. Các bạn lưu ý một chút là sau khi mà chúng ta mở cái ứng dụng lên thì đương nhiên là chúng ta phải tiến hành cài đặt và cấp quyền cho nó một số những cái quyền để có thể truy cập vào máy ảnh hay là camera và bộ sưu tập thì nó mới có thể hoạt động được. Và đây là giao diện chính bên trong cái ứng dụng Sender này, nó cho phép chúng ta có thể gửi ảnh video từ điện thoại iPhone sang Android và ngược lại nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ gửi ảnh và video từ điện thoại Android này sang bên điện thoại iPhone này, sau đó mình sẽ làm ngược lại. Để gửi ảnh được từ điện thoại Android sang iPhone thì các bạn sẽ làm như sau. Trong cái ứng dụng Sender này các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng chia sẻ ở đây và chúng ta sẽ nhấn vào gửi là phần send ở đây. Và điện thoại của ta nó sẽ đang chuẩn bị cho chúng ta một cái mã QR. Cái bước này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mạng của các bạn nha. Rồi sau khi mà đã chuẩn bị cho chúng ta một cái mã QR thì nó sẽ có cái tên của cái mạng Wi-Fi phát ở dưới đây và chúng ta sẽ nhấn vào phần kết nối với iPhone và chúng ta sẽ nhấn vào cái mũi tên màu vàng này để lấy cái mật khẩu của Wi-Fi nha. Tiếp theo trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ mở phần cài đặt lên. Chúng ta sẽ vào phần kết nối Wi-Fi. Chúng ta sẽ tìm cái tên mạng Wi-Fi nó trùng với cái tên mạng này. Đó, trong trường hợp là các bạn không tìm thấy thì các bạn sẽ tắt wifi đi và chúng ta bật lại một lần nữa để cái mạng wifi chúng ta nó sẽ quét một lần nữa nha. Chúng ta sẽ nhấn vào khác này, chúng ta nhấn vào hủy để cho cái mạng wifi chúng ta đây nó sẽ kết nối được với mạng. Các bạn để ý này, cái tên này nó phải trùng với cái tên bên này nha. Chúng ta sẽ nhấn vào kết nối, sau đó thì chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu này vào đó. Các bạn lưu ý là cái mật khẩu này nó sẽ bao gồm là chữ và số, và chữ thì nó sẽ có những cái chữ là viết hoa nha. Đấy, ví dụ như chữ G này là viết hoa này. Đó, đây là số G33. Chữ R này thì là viết thường. 171. Và đến chữ M này thì nó lại viết hoa. Rồi, sau khi các bạn nhập xong cái mật khẩu bên này thì các bạn sẽ nhấn vào phần kết nối. Để cái điện thoại iPhone chúng ta nó kết nối với cái phần wifi bên này. Đây là một cái wifi do cái ứng dụng này nó phát thôi. Rồi, sau khi mà điện thoại iPhone chúng ta đã kết nối với cái mạng wifi thành công thì các bạn sẽ thoát ra ngoài. Các bạn sẽ bật cái ứng dụng Sender trên cái điện thoại iPhone lên và chúng ta cũng sẽ nhấn vào cái biểu tượng chia sẻ. Chúng ta sẽ nhấn vào cái Recover có nghĩa là nhận. Rồi chúng ta nhấn vào OK. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái dòng chữ là kết nối với Android, các bạn nhấn vào và chúng ta sẽ OK để cho nó truy cập vào camera. Sau đó thì chúng ta sẽ quét cái mã QR này bằng cách là chúng ta đưa lên cái mã QR đó. Sau khi chúng ta quét thành công cái mã QR thì các bạn sẽ nhấn vào phần kết nối. Rồi, như vậy là điện thoại iPhone và điện thoại Android chúng ta đã kết nối thành công thông qua cái ứng dụng Sender này. Và bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành là gửi ảnh và video. Chúng ta sẽ nhấn vào cái phần video này đó. Ở đây thì nó sẽ có một số những cái video. Hay mình sẽ nhấn vào cái video này nha. Mình sẽ rồi, mình sẽ tắt âm thanh đi. Nhưng mà mình tắt âm thanh đi. Đây là mình sẽ gửi cái video này sang bên chiếc điện thoại iPhone bằng cách là mình sẽ nhấn vào cái dấu chọn này, sau đó mình nhấn vào gửi. Sau khi mà mình nhấn vào gửi thành công thì điện thoại iPhone của mình đã ngay lập tức nhận được. Các bạn thấy là cái tốc độ chuyển nó có nhanh không ạ? Đây, mình sẽ nhấn vào phần này. Đó, cái video này mình vừa gửi xong và mình sẽ nhấn vào phát này. Đó, đây, hai cái video này là hoàn toàn giống nhau nha. Đây, mình sẽ mở lại cho các bạn xem. Đó, như vậy là hai cái video này nó là hoàn toàn giống nhau và cái chất lượng hình ảnh của hai cái video này thì nó cũng hoàn toàn tương tự nhau, có nghĩa là nó giữ nguyên được cái độ phân giải của video nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là mình gửi cái hình ảnh.
mình sẽ chọn vào phần hình ảnh. Đây mình sẽ gửi cái bức hình này. Trước khi gửi thì mình sẽ nhấn vào để mình xem. Các bạn thấy là cái bức hình của mình nó hoàn toàn là sắc nét. Đó, và mình sẽ nhấn vào phần gửi này, mình nhấn vào lựa chọn, sau đó mình nhấn vào gửi. Đó, thì ngay lập tức là cái bên này nó đã nhận được rồi. Cái tốc độ nó rất là nhanh. Đây, mình sẽ nhấn vào cái bức hình này, mình nhấn vào mở này, đó. Các bạn thấy hai cái bức hình này nó hoàn toàn tương tự nhau. Và khi mà mình zoom lên ở bên điện thoại Android thì nó không cho phép chúng ta zoom. Tuy nhiên thì bên điện thoại iPhone thì nó vẫn cho phép là chúng ta zoom. Các bạn thấy là cái tốc độ nó rất là nhanh. Rồi. Tương tự như thế thì bằng cái cách này thì chúng ta có thể là gửi bất kỳ một cái hình ảnh nào mà chúng ta mong muốn sang điện thoại iPhone. Đó, các bạn có thể gửi bất kỳ một cái hình ảnh nào. À, chúng ta có thể là gửi hình ảnh, video, thậm chí là âm nhạc hay là cả ứng dụng. À, tuy nhiên thì mình lưu ý với các bạn là cái ứng dụng này thì chỉ có điện thoại Android nó hỗ trợ thôi, còn điện thoại iPhone thì nó không hỗ trợ đâu, nó chỉ hỗ trợ chúng ta là gửi ảnh, nhạc và video thôi. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình ngược lại, mình sẽ gửi một cái video từ điện thoại iPhone sang điện thoại Android nha. Thì nó làm tương tự thôi, các bạn sẽ chọn bất kỳ một cái video nào, ví dụ mình chọn cái video này. Đây. Mình sẽ chọn một cái video này, sau đó mình nhấn vào phần gửi. Đó. Sau khi mà mình nhấn vào phần gửi thành công thì bên này nó sẽ nhận được này. Đây các bạn nhấn vào đây. Đây. Cái video này mình đã gửi thành công và mình sẽ phát lên cho các bạn xem. Đó. Hai cái video này là hoàn toàn giống nhau nha. Đó. Các bạn thấy là cái chất lượng video từ điện thoại iPhone sang điện thoại Android và từ điện thoại Android sang điện thoại iPhone là nó hoàn toàn giống nhau và tương đồng với nhau. Và cái tốc độ gửi thì cũng cực kỳ nhanh và nó giữ nguyên được cái độ phân giải của cái video cũng như là độ phân giải của bức ảnh. Và bằng cái cách này, mà bằng cái ứng dụng Scanner này thì các bạn hoàn toàn có thể là gửi ảnh và video từ điện thoại iPhone sang điện thoại Android và ngược lại, các bạn có thể gửi từ điện thoại Android sang điện thoại iPhone một cách rất là nhanh và chúng ta vẫn giữ nguyên được cái độ chi tiết của bức hình, nó không bị mờ vỡ hay là bị giảm cái dung lượng, cũng như là cái video thì nó cũng sẽ giữ nguyên được cái độ phân giải gốc của cái video, nó sẽ sắc nét và cũng như là chúng ta có thể xem một cách chi tiết nhất. Và video của mình thì đến đây là kết thúc. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích và cũng như là hữu ích để cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.